Mình có con Orion cách đây cũng được đeo cũng hơn 40 năm rồi. Trước là hay nói gọi là Orion 33A, nhưng mà trước đây thợ hay gọi là con vua chiến trường. Dùng một thời gian thì nó cũng bị, chắc là nước nó vào thì là cũng có sửa lại và coi như làm lại mặt, nhưng mà mặt bây giờ nó cũng ố, nó cũng xấu lắm, nó cũng không thiết đẹp. Bây giờ có nguyện vọng là muốn là bạn là kiểm tra máy móc, thì bây giờ thực tế là nó vẫn còn chạy tốt, thì bạn cứ kiểm tra cẩn thận cho mình, cần thiết thì cũng kể lau dầu. Thứ hai là mình, cái nguyện vọng của mình là muốn, bởi vì muốn giữ làm kỷ niệm cho nên là muốn thay lại cái mặt kính, nhưng mà kính chống xước thì càng tốt, kính sapphire ấy, rồi một số kim. Đó. Thế nên là bạn có thể, nếu mà thấy có bạn có điều kiện có làm được thì bạn cũng cho mình trên cái báo giá này. Về thực tế này mình cũng muốn giữ lại cái đồng hồ kỷ niệm, bởi vì nó cũng gắn bó mình mấy chục năm. Nên thì thực tế là mình cũng có thể là sơ qua cái phần máy móc này, máy móc của nó thì nó cũng tạm thời thì nó cũng còn thôi. Dây thì nó không còn nguyên, dây này thì mình đổi sang dây của cái gia đô ngày xưa, nhưng mà thôi cũng không cần thay dây, kim máy máy vẫn còn chạy, kim thì bung rồi. Thì có gì thì bạn tư vấn cho mình xem là sửa thế nào để cho nó có chút hình thức cũng như là có thể sử dụng. Cảm ơn bạn nhiều, rất mong bạn trả lời sớm như mình nha. Mình cũng tên là Tuấn, mình ở Hải Phòng.